Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với bản tin mới nhất của em ngày hôm nay. Và ngày hôm nay em tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về anh thợ hồ. Và như những video trước đây mà quý vị khán giả đã theo dõi kênh của em thì cũng đã có thông tin là anh thợ hồ sẽ comeback và quay trở lại với sự nghiệp ca hát và công việc quay trở lại. Và rất nhiều fan cuồng đã dậy sóng và chúc mừng cho anh thợ hồ và nói rằng là một sản phẩm MV rồi được ca sĩ Ngọc Sơn, được Bầu Thụy giúp đỡ và đã chuẩn bị quay trở lại phát triển lớn hơn ca sĩ Phi Nhung khi trước đây mà được công ty ca sĩ Phi Nhung giúp đỡ. Và những cái thông tin này hoàn toàn là sai sự thật. Và theo nguồn tin mới nhất em cập nhật được thì anh thợ hồ này đang hợp tác để quảng cáo cho một cái shop quần áo đó. Và những cái thông tin mà hình ảnh chụp trước đây là đang chụp ảnh để quảng cáo thời trang thôi đó, không có chuyện mà là đi làm MV mấy tỷ đâu đó. Cái thông tin này khá là chính xác. Và hôm nay thì chúng ta lại bắt đầu ngã ngửa trước một cái thông tin mới nhất mà gọi là thông tin chính xác về gia đình anh thợ hồ này. Mình sẽ đọc cho quý vị và các bạn nghe. Nói có sách mách có chứng, tất cả đều phải có cái dẫn chứng đầy đủ ha. Đây thì ở đây có một cái bài viết chia sẻ về cái công việc mới của anh thợ hồ là về bố mẹ cũng như gia đình sẽ ở chung với nhau và sẽ mở một quán tạp hóa và bố sẽ phụ bán với mẹ và chắc chắn rằng là mẹ sẽ bán rượu cho bố uống. Đó là cái chuyện chắc chắn là phải có đúng không? Đây là mình sẽ chia sẻ nguyên văn luôn. Quý vị khán giả đừng rời màn hình và hãy theo dõi hết cái video của em mới hiểu được cái nội dung em muốn truyền tải là gì ha. Đây, chú thấy công việc bảo vệ và phụ việc gia đình giờ rất nhiều người làm, và nhất là ở cái đất Sài Gòn thì xin ở đâu cũng dễ dàng, hay công việc phụ việc nhà và trông trẻ. Ngoài chú giờ lương 7 triệu bao ăn, chưa kể tiền thưởng hàng năm mà rất khó tìm được người đấy nhé. Và anh thợ hồ có trả lời là không chú, con không muốn ba mẹ con làm vậy nữa, con muốn mở một tiệm tạp hóa nhỏ, mẹ đứng bán còn ba phụ trông hàng cho mẹ và cả gia đình được ở cùng nhau, dù khó khăn vẫn vui chú ạ. Đó, đây là một cái trả lời của anh thợ hồ rằng là muốn, bởi vì bố của anh thợ hồ là nghiện rượu, lô đề cờ bạc, và bây giờ thì nhà bán tạp hóa thì nó uống rượu suốt ngày rồi các bạn, uống rượu suốt ngày chắc có thể là say xỉn suốt ngày, bởi vì ở một cái ngôi nhà mà suốt ngày như vậy thì nó sẽ không thể nào có cái nề nếp giống như trong công ty của ca sĩ Phi Nhung được, đúng không? Ở ngoài chắc là được 3-7-21 ngày. Rồi tiếp theo là cái anh hỏi này là tôi lặng người, câu trả lời của thằng bé nằm ngoài dự tính của tôi. Nó khá hay và rất thực tế, ai rồi cũng phải lo cho ba mẹ và gia đình bé nhỏ của mình một cách tốt nhất có thể. Nhất là suy nghĩ này, ở một thằng bé còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nó lớn thật rồi. Ngay con ở tuổi nó, mình vẫn đang tung tăng đuổi hoa bắt bướm, mà đến bữa ăn nhiều lúc mẹ nhờ quét nhà hộ ra điều hậm hực, vậy mà nó đã làm được như vậy rồi, thấy không? Có lẽ cuộc sống này đã dạy khôn cho nó, buộc nó phải trưởng thành và khiến nó phải trăn trở bao lâu nay, và đã dõi theo từng bước chân, ngỡ đã hiểu hết về nó, nhưng chỉ hiểu một mức độ, nó là một đứa trẻ chỉ biết đi học, đi hát và biết dạ vâng, nói chuyện mình không biết là dạ vâng hay không, nhưng mà phải nói thêm nữa là chỉ biết đến tiền thôi, đúng không? Chỉ biết đi học, biết đến tiền mà học ở đâu thì không thấy, học ở đâu mà không biết ơn, đấy mà học cái gì, đúng không? Và ở đây còn nói là chỉ biết dạ vâng. Và chú biết khi chú kể chuyện này ra, con sẽ không hài lòng, vì con luôn bảo thôi đừng nói chú ạ, con thay đổi được suy nghĩ của người khác đâu chú. Có nghĩa là đừng có nói ra không thay đổi suy nghĩ của người khác đâu, là người khác sẽ không thể nào nghĩ tốt về anh thợ hồ được. Bởi vì anh thợ hồ thì sẽ mãi là anh thợ hồ. Người ta nói rồi là cái bản chất của con người, nó đã bất nhân bất nghĩa vô ơn thì nó đã ngấm vào máu, không thể nào thay đổi được. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã biết là dù có ai giúp đỡ đi chăng nữa, hết người này người kia giúp đỡ chăng nữa thì anh thợ hồ vẫn như vậy. Và cũng như trong những cái hình ảnh mới nhất gọi là comeback của anh thợ hồ là sẽ quay trở lại công việc ca hát. Đây không phải là những cái công việc ca hát gọi là được bầu xô dẫn đi hát đâu, mà đó là một cái quảng cáo thời trang mà hiện tại thì mình tin rằng là sẽ khó có ai có thể giúp đỡ anh thợ hồ được. Và khi giúp đỡ chắc chắn họ sẽ phải làm những cái gọi là hợp đồng này kia cho nó đàng hoàng, chứ bởi vì đây là một người ta giúp đỡ nhưng mà sau này lại quên ơn, đúng không? Một người mẹ đã giúp đỡ mình 6 năm và nâng mình từ con số 0 đi đến cái mức cao nhất.
Có thể nói bây giờ anh thợ hồ có nghèo đi chăng nữa nhưng cũng hơn cả triệu người, đúng không? Đó, hơn cả bao nhiêu người. Nó tính đấy là tính về cái vấn đề là từng lứa tuổi nhé, từng lứa tuổi. Họ những cái lứa tuổi của anh thợ hồ thì chưa ai được như ngôi sao như vậy đâu. Thì quý vị khán giả thử xem là cái nước Việt Nam mình có bao nhiêu triệu dân, bao nhiêu triệu người nhưng được bao nhiêu người nổi tiếng, đúng không? Đây nổi tiếng ở đây thì bây giờ anh thợ hồ không phải là nổi tiếng theo cách là tốt đẹp nữa, mà đây gọi là tai tiếng, mà ai không ai dám nhận giúp đỡ đâu. Bởi vì con người ta đã vô ơn bất nghĩa rồi thì bây giờ phải đi học lại. Mình nghĩ một cái điều đầu tiên mà bây giờ tất cả mọi người mà muốn giúp đỡ anh thợ hồ thì phải giúp anh đấy học lại đạo đức cái đã, để học lại cách biết ơn thì mới dạy tiếp. Rồi tiếp theo mình sẽ kể thêm cái chuyện này, là những câu chuyện này chú vẫn phải kể vì chú nghĩ nên làm như vậy. Ít nhất nó là nhắc nhở bản thân chú phải biết yêu thương chính gia đình mình, quan tâm nhiều nhất đến những người bên cạnh mình một cách đơn giản nhất với khả năng nhỏ nhất. Và đâu chỉ là quan tâm bằng những lời chót lưỡi đầu môi. Với chú, con là một chàng trai hiếu thảo và ấm áp. Hiếu thảo ở đâu? Quan tâm ở đâu? Đúng không? Mình không biết là quan tâm mà hiếu thảo ở đâu. Khi một người mẹ đã giúp đỡ mình 6 năm không một lời cảm ơn, đến lúc qua đời không một nén nhang thắp, đấy gọi là hiếu thảo. Đấy không phải là hiếu thảo, đấy không phải là gọi là dạ vâng đâu. Đấy là một con người gọi là quá bất nhân bất nghĩa, rồi nó sẽ có quả báo, đúng không? Nhiều người cứ bưng bô rồi nói rằng là anh thợ hồ là một con gà đẻ trứng vàng. Bây giờ 2 tháng rồi, ở không ở đó không có con gà nào, không có ai đến lấy con gà này về đẻ trứng vàng cả, đúng không? Bởi vì đâu có dễ ăn đâu. Ngày xưa còn ở nhà ca sĩ Phi Nhung thì ai cũng nói rằng là ở đấy phải bắt đi diễn, bắt đi hát 6 năm trời. Nhưng chúng ta phải ngồi ngẫm lại xem là 6 năm trời đó, 2 năm dịch, gần 2 năm trời mất giọng, hát được bao nhiêu năm, một số diễn được bao nhiêu, đúng không? Không được bao nhiêu tiền cả. Bởi vì là anh thợ hồ này không phải đầu tư một cái gì cả, công ty đầu tư hết, nên cái phần trăm hưởng về nó cũng có một phần nó thôi. Một công ty biết bao nhiêu người, người ta hỗ trợ đầu tư mà mình chỉ có được 30% lương thì cũng gọi là cũng có, bây giờ cũng có tiền rồi, nhưng mà họ gọi là không biết ơn, bất nhân bất nghĩa. Và quý vị thử nghĩ xem những cái con người mà gọi là không có đạo đức như vậy thì có thành tài được không? Người ta nói rồi là phải có chữ hiếu đi đầu thì làm cái gì cũng thành công. Và tất cả chúng ta phải nhìn vào những cái người gọi là có hiếu, như là danh ca Ngọc Sơn. Một con người nói chung là luôn hát và luôn viết những bài ca mà về cha, về mẹ, về tình nghĩa. Đó, nhưng mà mọi người lại đồn thổi rằng là danh ca Ngọc Sơn giúp Hồ Văn, giúp anh thợ Hồ. Có giúp không? Hay là không giúp? Bởi vì chứ cái người mà người ta đã nhận ra rằng một con người vô ơn thì người ta không giúp đâu. Nên là hiện tại rất nhiều người gọi là lăng xê một cách một con người mà vô ơn lên. Ở đây cũng có ghi này, PS, đây cũng là status cuối cùng, ăn mày quá khứ, chú viết về con. Nào bây giờ chúng ta cùng đứng dậy vươn vai rồi sẵn sàng bước chân tới tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Hãy an lòng con nhé, chú và mọi người luôn bên con. Mình không biết là chú nào mà bên ai, bên con, đúng không? Bây giờ chúng ta có thể thấy rằng là tất cả những cái gì mà anh thợ hồ có đều là do những cái sự giúp đỡ của ca sĩ Phi Nhung. Và chúng ta phải thấy rằng là ngày xưa mà anh thợ hồ này nghỉ học đi bán vé số, và bố của anh thợ hồ thì phải đi làm phụ hồ, mẹ anh thợ hồ thì phải đi nhặt rau mướn, thu nhập bao nhiêu. Nhưng mà được công ty ca sĩ Phi Nhung đưa lên Sài Gòn, công việc ổn định, đang từ 4-5 triệu một tháng nhảy lên 7-8 triệu một tháng, rồi ở nhà 4-5 tầng thành phố, đúng không? Cuộc sống thay đổi. Nhưng mà người ta vẫn nói rồi là khi cái cuộc sống thay đổi, có đồng tiền thì cái lòng người cũng thay đổi. Bởi vì đâu, người ta đâu có biết là ngày xưa khổ như thế nào đâu. Và những cái người gọi là fan hâm mộ, fan cuồng đấy, thì họ chỉ nhìn thấy cái hào quang thôi. Và bây giờ khi đã được ca sĩ Phi Nhung giúp đỡ thành tài rồi thì họ chỉ nhìn lại cái trước mắt gọi là sướng thôi. Họ đâu biết cái ngày xưa khổ như nào, đúng không? Bố mẹ thì khổ như vậy, bây giờ có tiền rồi, ra ở riêng cứ tưởng sướng. Thấy sướng không? Không sướng tí nào cả, không ai giúp đỡ. Rồi cứ ở nhà không à? Bố mẹ anh thợ hồ thì cãi nhau suốt ngày. Bởi vì là bây giờ làm sao nữa, ở nhà không à? Không làm thì ra tiền cả, thì con núi vàng cũng hết. Và căn bản nhất cái câu chuyện này là một con người như vậy là không ai dám giúp đỡ. Cũng như là anh thợ hồ cùng gia đình đã đi hỏi khắp nơi để tìm những cái người gọi là quản lý đó. Nhưng mà cái quản lý nào nhắm nhận anh thợ hồ, đúng không? Một con người như vậy thì ai dám nhận? Và đặc biệt là cả gia đình anh thợ hồ chỉ quan tâm đến tiền thôi.
Và đặc biệt nhất, cái thông tin mình cập nhật được từ bên quản lý của ca sĩ Phi Nhung đó, là vẫn đợi thử xem là 100 ngày nó có đến để thắp cho mẹ một nén nhang hay không. Bây giờ người ta đâu có cần đâu, nhưng người ta vẫn thử xem là những cái tác động từ mạng xã hội đó, là họ có thể cho nó gọi là một biết cái phần nào sám hối không, để có thể thắp một nén nhang không, đúng không? Bởi vì chúng ta ở đây không ai mà cần nó đến nữa, bởi vì bây giờ đã gọi là người ta đã nói rằng là đã giúp đỡ mình thành công như vậy, nhưng người ta đã quay lưng để quay lại cắn mình thì không ai cần nữa. Bây giờ công ty họ không cần đâu, bởi vì một cái người gọi là bất hiếu như vậy thì họ cũng không bao giờ giúp đỡ nữa. Mà mình tin rằng là những cái người bầu xô á, họ muốn đưa ai kêu ai đi hát thì những người đó gọi là phải cũng có sức ảnh hưởng, và đặc biệt là phải có hiếu hát hay. Còn anh thợ hồ thì không có gì hết, không có biết trình diễn, hát thì dở từ khi vỡ giọng bây giờ, đúng không? Từ khi vỡ giọng bây giờ hát không ai nghe. Và đặc biệt mình tâm đắc một câu mà của chị Trang Khả đã nói rằng 2 năm trời vỡ giọng nó cầm cái tô cơm nhà người ta lên ăn được, nhưng khi mẹ mình bị oan, bị người ta bêu dếu, bị người ta nói xấu thì nó câm như hến, không lên tiếng để thanh minh giúp cho mẹ của mình. Người ta ở đây là cần nó lên tiếng một câu thôi, là có phải là nó thuê người khác để đòi tiền mẹ nó không, đúng không? Ngay từ khi ca sĩ Phi Nhung vừa nằm xuống là anh thợ hồ này đã liên hệ với người khác để kích động, và công ty đã bắt buộc phải trả tiền ngay khi mà ca sĩ Phi Nhung vừa nằm xuống. Đó là một cái mà chúng ta phải thấy rằng là anh thợ hồ này đã có những cái mưu mô từ lâu, cũng như là gia đình đã có cái âm mưu rằng là muốn ra ngoài ở và sợ là không lấy được tiền. Nhưng công ty họ vẫn uy tín, 500 triệu ca sĩ Phi Nhung hứa cho họ vẫn cho, đúng không? Có tiền một cái là con người nó thay đổi, quên công ơn của người khác. Thì chúng ta phải hiểu rằng là anh thợ hồ này từ đâu mà có, nếu như không có ca sĩ Phi Nhung giúp đỡ thì liệu có ngày hôm nay không, đúng không? Không có được như ngày hôm nay, gia đình thì bây giờ vẫn ở quê, và bây giờ thì cái lũ fan cuồng khi bắt đầu bưng bô bợ đít nâng lên 9 tầng mây. Để bây giờ là sao? Là anh thợ hồ này không có đường quay lại, đúng không? Bởi vì nghe theo cái đám fan cuồng kia, nó nói sao thì nghe vậy. Ngay cả cái việc mà cung cấp thông tin của người mẹ mình ra bên ngoài cho anh Nhâm Hoàng Khang, để cho người ta gọi là công kích ở bên ngoài lấy tiền, để lấy được tiền, nên là anh thợ hồ mới có thể đi. Anh thợ hồ thì đã cầm một đống tiền đi, bây giờ ngon rồi, đúng không? Bây giờ khi mà có cái comeback mới ấy, gọi là quảng cáo thời trang, và bây giờ đi hát thì sẽ có ai nghe. Bây giờ sẽ không có ai nghe thợ hồ hát. Cũng như là về việc quảng cáo thời trang, mình nghĩ là ai mà nhìn thấy chắc muốn ném dép vào mặt, đúng không? Mình thấy là giờ nhìn cái mặt của anh thợ hồ là nhìn cứ vênh vênh kiểu gì ấy. Một con người thực sự là nhìn kiểu là nó không có hiếu ấy, mà đã vô ơn ấy. Mình không có cảm tình. Mà mình tin chắc rằng là khi mà đi hát sẽ bị tẩy chay. Mình nghĩ là khó có thể quay lại, nhưng mà mình tin rằng là hiện tại là ông trời sẽ có mắt, quả báo sẽ đến. Và tất cả chúng ta hãy chờ xem anh thợ hồ sẽ làm được gì khi ra khỏi nhà của ca sĩ Phi Nhung. Và quý vị khán giả cũng đừng quên bấm like đăng ký kênh của em để theo dõi những cái nội dung mới nhất. Và em sẽ thường xuyên cập nhật cũng như đăng tải những cái nội dung mới để có thể chia sẻ với tất cả quý vị khán giả sẽ được tìm hiểu những cái nội dung mới về gia đình của anh thợ hồ. Rồi, video này em sẽ dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất là nhiều.